Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua đến từ thương hiệu Chopit, mang model Chopit Milan và mẫu xe carbon cao cấp của dòng Chopit thương hiệu Pháp, được chạy full một bộ group Shimano 105 và cặp vành Shimano 700C. Và một mẫu xe Chopit các bác rất là ưa chuộng về cách thiết kế rất là đẹp, thiết kế khung dẹp bản to rất là cơ bắp và khỏe khoắn. Dòng Milan cũng gần như là cao cấp nhất của dòng Chopit trong phân khúc giá rẻ, giá bình dân. Được chạy full bộ chuyển động Shimano 105 với 11 tầng lít và 2 tầng đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Và nhà 700C của Shimano. Rồi, phần ghi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay lắc của 105 anh 3 mảnh. Xe là zin nguyên bản, khẩu nguyên chiếc chính hãng, thương hiệu Pháp. Đồng hồ đỏ đen cực kỳ là thể thao và đẹp. Xe thì cái độ mới cực kỳ là tốt, đánh giá độ mới của chiếc xe đó phải hơn 90% về độ mới. Từ cái phần khung này các bác nhìn không có một vết xước nhỏ đáng kể. Em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 46 cm. Thì xe có cái size cũng khá là nhỏ cho các bác, từ khoảng 1m60 thì phải cưa cái cọc yên lên một chút, nó khoảng 1m70-72 đi là phù hợp. Vừa giới thiệu nhanh với các bác mẫu xe đạp Chopit thương hiệu Pháp mang model Milan, được trang bị bộ group Shimano 105 cực kỳ cao cấp của dòng Shimano, bộ khung carbon đánh 700C, mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có mức giá là 18.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của năm đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.